Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay, bất ngờ Trung Quốc nổi điên bắn hạ 6 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đông, bất chấp bị Mỹ phản đòn quyết liệt. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên China Morning Post dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, Hải quân của Trung Quốc đã bắn hạ 6 tàu sân bay USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ do quá uất ức vì bị các tàu của Hoa Kỳ chèn ép đến đường cùng. Cũng theo tờ báo trích lời của một vị tướng giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết, khi phát hiện 6 tàu khu trục cỡ lớn của hạm đội 7 Hoa Kỳ tiến vào vùng Biển Đông, ở đây là tiến sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, Hải quân của Trung Quốc đã phát đi cảnh báo các tàu của Mỹ rằng, Hải quân của Mỹ hãy cho rút ngay toàn bộ 6 tàu chiến nói trên ra khỏi vùng biển, ra khỏi giới hạn nguy hiểm cho các đảo nhân tạo và các khu quân sự của Trung Quốc ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ khai hỏa. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Hải quân của Trung Quốc, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường gừng thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng tốc đi sát đường biên nguy hiểm trên các căn cứ quân sự mà phía Trung Quốc đang đặt tại các hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài Biển Đông để răn đe, cũng như gửi cho Trung Quốc một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Hải quân hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ đập tan các hòn đảo phi pháp này của phía Trung Quốc. Nhận thấy sự nguy hiểm sắp ập đến với các khu quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông, Bắc Kinh ngay lập tức đã ra thông báo khẩn cấp rằng Hải quân của Trung Quốc được phép bắn hạ bất kỳ một tàu chiến hạm nào của Mỹ nếu như xâm phạm đến lãnh hải của mình. Ngay sau khi nhận lệnh, các tên lửa mà Trung Quốc đặt tại các khu quân sự ở trên các đảo nhân tạo kết hợp cùng đội tàu Hùng Dũng gồm 50 chiếc bao gồm tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu chiến đấu và có cả tàu sân bay cùng lính thủy đánh bộ và máy bay ném bom kết hợp với cả tàu ngầm mang ngư lôi đồng loạt khai hỏa vào 6 tàu chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc chiến xảy ra hết sức nguy hiểm và dữ dội, do Hải quân của Mỹ có đội hình hơi mỏng và có phần lép vế so với đội hình đông đúc của Hải quân Trung Quốc nên 6 tàu chiến của Mỹ đã bị tàu của Trung Quốc bắn hạ. Tuy nhiên, trong lúc lâm nguy và căng thẳng nhất thì xuất hiện 5 tàu sân bay cỡ lớn của hạm đội Thái Bình Dương xuất hiện cùng với cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và lính nhảy dù đã bao vây và phóng tên lửa ầm ầm liên tục hạ gục các tàu của phía Trung Quốc, buộc phía Bắc Kinh phải ra thông báo ngừng bắn và cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi chiến sự nói trên. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, các tàu của Trung Quốc đã có những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Goldman đã nói về vụ việc trên như sau. Các tàu chiến của Trung Quốc đã tiến hành một loạt các động thái gây hấn trước và mỗi lúc một tăng cao khi các tàu chiến hạm của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ tuần duyên, tuần tra trên Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi không xâm phạm vào vùng biển của phía Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đi quanh các đảo nhân tạo được cho là phía Trung Quốc đang có những động thái xây dựng trái phép trên Biển Đông thì thật bất ngờ. Hải quân của phía Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu thuyền ra để hăm dọa hạm đội của chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đang đi tuần duyên trong vùng biển Đông chung của thế giới chứ không đi xâm phạm lãnh hải của phía Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc đã ngay lập tức cho bắn một loạt các tên lửa được cho là từ các đảo nhân tạo và trên tàu của phía Trung Quốc vào hạm đội của phía chúng tôi. Ngay sau đó xung đột xảy ra căng thẳng. Chúng tôi xác nhận rằng cuộc va chạm đó không bị ảnh hưởng gì đến chiến hạm của chúng tôi. Chúng tôi phản bác thông tin từ phía Trung Quốc cho rằng hạm đội của chúng tôi đã bị phía Trung Quốc bắn hạ 6 tàu chiến là hoàn toàn sai trái. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết ngay sau khi cuộc đụng độ xảy ra, hạm đội 7 hùng mạnh nhất thế giới của chúng tôi đã ngay lập tức điều thêm tàu sân bay USS và máy bay ném bom cùng lính thủy đánh bộ và lính nhảy dù đến để tiêu diệt hải quân của Trung Quốc. Rất may phía Trung Quốc đã ra thông báo cho rút quân, không thì trận chiến sẽ xảy ra và sẽ khiến ít nhất 10 tàu chiến của Trung Quốc sẽ bị bắn chìm ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, căng thẳng giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ đã xảy ra từ rất lâu rồi và trong thời gian gần đây được đẩy lên cao tới mức cao trào khi chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Biden liên tục điều các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay mang tên lửa dẫn đường và máy bay chiến đấu cũng như các khí tài hiện đại bậc nhất trên thế giới, trực tiếp có mặt dày đặc trên Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh hãy cho dừng ngay những hành động ngỗ ngược và bành trướng vô lý trên Biển Đông đi, nếu không Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Đáp lại những lời thách thức trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình mạnh miệng tuyên bố rằng Trung Quốc có toàn quyền trên Biển Đông và hầu hết các tuyến hàng hải ở ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa, đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn với bất kỳ ai, với bất kỳ nước nào có ý định xâm hại đến vùng lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo giới quan sát cho biết, theo lời ông Cảnh Sảng thì toàn bộ chủ quyền ở các hòn đảo lớn bé trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tức giận và Mỹ muốn dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng trên Biển Đông. Thưa quý vị,
Theo tờ báo Hoa Nam của phía Trung Quốc dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ là hành động cưỡng ép gây hấn. Hành động đó nếu không kiềm chế sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, và chúng tôi nhất quyết sẽ không cho Mỹ rời đi một tấc đất, một hòn đá nhỏ trên Biển Đông, và chúng tôi sẽ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ đến cùng biển đảo của chúng tôi ngoài Biển Đông. Còn theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, vì cho rằng chúng tôi không bao giờ sợ Trung Quốc, chúng tôi vẫn tiếp tục cho tàu sân bay đi lại trên Biển Đông và sẵn sàng tập trận bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa khi cần thiết. Và nếu như hải quân của phía Trung Quốc ra gây hấn cũng như gây áp lực và làm nguy hại đến hạm đội của chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng khai hỏa, nhấn chìm các tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để dạy cho Trung Quốc một bài học xứng đáng. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, mặc dù có những xung đột gay gắt giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc, nhưng tàu sân bay của Mỹ vẫn tập trận trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc. Các chỉ huy quân sự của Mỹ nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay như USS Ronald Reagan đã tạo nên nền tảng sự ổn định và có quyền tự do đi lại trên Biển Đông, bất chấp sự ngăn cản của phía Trung Quốc. Và cách 200 km ngoài khơi phía Tây của Philippines thì chiến đấu cơ của Mỹ gầm rú trên không trung. Tàu USS Ronald Reagan đang tập trận ở ngoài Biển Đông, vùng biển mà tàu chiến Mỹ và Trung Quốc thường xuyên có những va chạm và xung đột để tranh giành vùng biển tập trận của nhau. Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu USS Ronald Reagan đang bị nhiều tàu của Trung Quốc bao vây xung quanh. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc lên tiếng phản đối và cáo buộc Mỹ rằng hải quân Mỹ đang gây hấn với cả phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tham vọng của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, là chiếm toàn bộ các biển đảo trên Biển Đông. Vì thế Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc bành trướng và ngang ngược trên Biển Đông. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền một cách trái phép trên Biển Đông, trái với cả Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1992. Đây là lo ngại ngày càng lớn ở Biển Đông, vì Biển Đông là nơi mà có khối lượng thương mại hàng hải trị giá 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài vị trí địa chiến lược quan trọng của quốc tế, Biển Đông còn là nơi trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, Mỹ thường xuyên tập trận trong khu vực, có lúc có sự tham gia của các nước khác để khẳng định quyền tự do hàng hải cũng như răn đe phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, ngày càng có những lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tại Biển Đông, các động thái của Trung Quốc từ nhiều năm nay như bồi đắp quân sự hóa trái phép các đảo đá, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò, cho đến những tháng gần đây như điều đội tàu Hải Dương 9 xâm phạm vào vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Philippines. Hành động của phía Trung Quốc đã bị cộng đồng của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là trên toàn thế giới phản ánh một cách kịch liệt. Và trong tương lai, Trung Quốc sẽ còn khuấy động Biển Đông hơn rất nhiều, theo dự đoán của các nhà nghiên cứu cho biết. Và để đáp trả thì mới đây nhất, Mỹ đã đưa vũ khí mạnh bậc nhất tới cảng gần Trung Quốc. Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân USS Nevada ở đảo Guam được cho là gửi thông điệp tới các đối thủ về năng lực vượt trội của Mỹ. Giữa lúc căng thẳng leo thang ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, USS Nevada, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, hôm 15 tháng 1 đã cập cảng ở đảo Guam. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới đảo Guam của tàu ngầm này kể từ năm 2016 và cũng là chuyến thăm thứ hai kể từ những năm 1980. Chuyến thăm nhằm củng cố hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện năng lực, sự linh hoạt, sự sẵn sàng và cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm hạt nhân USS Nevada được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu có thể mang 20 tên lửa đạn đạo Trident, hàng chục đầu đạn hạt nhân. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép nó hoạt động liên tục nhiều tháng dưới biển mà không cần nạp năng lượng. Trung bình, mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển 77 ngày với thủy thủ đoàn khoảng hơn 150 người. Lịch trình của các tàu ngầm hạt nhân trong hạm đội của Hải quân Mỹ thường được giữ bí mật. Sự bí mật xung quanh các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo khiến chúng trở thành thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, bao gồm các tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và các máy bay ném bom có khả năng mang hạt nhân như B-2 và B-52. Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, cùng với việc Triều Tiên tăng cường các vụ phóng thử tên lửa gần đây, Washington đã công khai hoạt động của tàu ngầm hạt nhân ở Guam, điều mà cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều không thể lường trước. Động thái của Mỹ gửi một thông điệp rằng, dù có chủ ý hay không, chúng tôi có thể đặt hơn 100 đầu đạn hạt nhân trước cửa ngõ của bạn mà bạn thậm chí còn không biết hoặc không thể hành động gì. Thomas Sugat, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết chương trình tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, trong khi hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ước tính gồm 6 chiếc của Trung Quốc vẫn lép vế so với Mỹ. Theo phân tích vào năm 2021 của các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc không có năng lực như các tàu của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Tai-94 của Trung Quốc gây tiếng ồn gấp đôi so với tàu ngầm của Mỹ, do vậy dễ bị phát hiện hơn. Ngoài ra, tàu này cũng mang số lượng tên lửa và đầu đạn ít hơn,
giáo sư Alessio Patalano tại Đại học King ở London, cho biết bên cạnh thông điệp chính trị, sự hiện diện của USS Nevada trong khu vực còn cho thấy một ý nghĩa khác. Sự hiện diện của loại tàu này, nhất là trong các cuộc huấn luyện và tập trận, tạo thêm cơ hội quan trọng để học cách bắt sóng tàu của các nước khác trong khu vực. Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo loại tàu như vậy, còn Trung Quốc đã đưa một số tàu vào hoạt động. Việc Mỹ trau dồi các kỹ năng để săn tìm tàu nước khác cũng quan trọng không kém việc triển khai chúng như một biện pháp răn đe chiến lược, chuyên gia Patalano nói. Lần gần đây nhất một tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm Guam là vào năm 2016, với chuyến thăm của tàu USS Pennsylvania. Các nhà phân tích cho rằng, căng thẳng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể từ thời điểm đó và Washington sẽ còn có thêm nhiều màn phô diễn sức mạnh quân sự như vậy trong môi trường hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mưa lớn đã khiến một đoạn dốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị sập, khiến các tòa nhà lân cận bị hư hại và làm 5 người thiệt mạng. Thời báo Hoàn Cầu Global Times cho biết, vụ sập đường xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày thứ Năm tại quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đất đá từ vụ sập đường đã khiến một số ngôi nhà dưới dốc bị hư hại và 12 người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sau đó đã giải cứu được 7 người. Những người này chỉ bị thương nhẹ, trong khi 5 người khác thiệt mạng. Giới chức năng đang điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ sập đường. Bắc Kinh chứng kiến trận mưa lớn vào hôm thứ Năm, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo bão, sấm sét. Gần 70 chuyến tàu từ nhà ga phía Tây đi nhà ga phía Nam Bắc Kinh đã phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn. Giới chức địa phương vẫn đang theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể triển khai các biện pháp như cho học sinh nghỉ học, tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm. Nhiều khu vực của Trung Quốc gần đây phải hứng chịu các đợt mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Tại Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đợt mưa lũ nghìn năm có một đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, bão số 5 đã hoặc sắp đổ bộ một số tỉnh thành miền Đông như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy. Các địa phương này đã sơ tán hơn 1,5 triệu người để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày hôm qua, tại làng Zhao Lingzhuang, thị trấn Giang Jiaowan, quận Tông Chu, một nhà kho công trường rộng 1.200m2 đã bị gió mạnh san phẳng và những bức tường dài hơn 70m bị gió mạnh thổi đổ. Mái nhà bị gió giật mạnh, gió mạnh cũng cuốn bay 5 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại không bị thương nặng. Chiều hôm qua, phóng viên đã vội vã đi bộ đến làng Zhao Jinguang và làng Dan Xingguo, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Tại làng Dan Xingguang, dọc đường San Feng, gần 10 cây lớn dọc đường San Feng đã bị gió quật đổ. Khi cây đổ xuống đất đã đè trúng đường dây điện, cột điện bị gãy ở giữa. Một cây to bên đường bị gió mạnh bật gốc, thân đổ đè lên cửa ra vào và cửa sổ của khu nhà xưởng bên cạnh. Bức tường của khu nhà xưởng bị đập thành hố sâu khoảng 2m, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Phóng viên đi bộ hàng trăm mét dọc theo hù tông bên đường. Các cửa hàng, trang trại trồng rau và nhà cửa của người dân hai bên đường hù tông đã bị gió mạnh làm hư hại ở các mức độ khác nhau. Ít nhất 10 ngôi nhà của người dân đã bị hư hại, còn phần mái của 3 căn nhà đều bằng tôn sơn bị lật. Trong một vườn cây ăn quả tên là vườn táo gừng già, dưới những tán cây táo lớn là những quả táo non dày đặc giống như một cơn lốc xoáy, tấm thép màu, xốp và túi nhựa đều cuộn lại, xoắn ốc lên trên. Một lúc sau gió đổi hướng và những đồ lật vật đó lại rơi xuống. Bà Giang, một người dân ở làng Zhao Lingzhuang cho biết, tôi nghĩ đó phải là một cơn lốc xoáy nếu không sức tàn phá không lớn như vậy. Chú Chen ở cùng làng nói rằng, cơn lốc xoáy di chuyển từ phía nam đến phía bắc của làng Dan Xingguang, nhưng nó không di chuyển theo một đường thẳng. Liên quan đến báo cáo của nhiều người dân ở Thông Chu ngày hôm qua rằng họ đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy. Gu Jilan, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng thành phố nói rằng thực sự có một cơn gió mạnh đã xuất hiện ở Thông Chu trong thời gian ngắn, nhưng liệu đó có phải là một cơn lốc xoáy hay không? Do khu vực không có trạm quan trắc tự động, chưa có đủ thông tin, chứng cứ để phán đoán nên chưa thể chắc chắn đó là lốc xoáy. Đêm qua, trận mưa xối xả đã biến cây cầu Quảng Quần Môn gãy sập trong nước lũ. 5 phương tiện đã bị nhấn chìm trong nước, một người đàn ông bị mắc kẹt trong một chiếc xe ô tô. Mặc dù đã được giải cứu, nhưng trên đường đưa anh ta đến bệnh viện thì anh ấy đã tử vong. Vào khoảng 22 giờ 20 phút, hơn chục lính cứu hỏa mặc áo phao bước xuống nước bằng dây thừng và phao cứu sinh rồi đi về phía hạ lưu cầu Quảng Quần Môn.
đồng thời có hàng chục lính cứu hỏa túc trực trên bờ, giữ dây thừng để đảm bảo an toàn cho người dưới nước. 2-3 phút sau, lực lượng cứu hỏa tìm được vị trí chiếc xe bị ngập nước sau khi buộc dây vào xe. Họ bắt đầu kéo chiếc xe, nhưng do lực lượng cứu hộ không đủ nên nhiều người dân có ý thức đã cùng nhau kéo dây để cố gắng kéo chiếc xe đến nơi nước cạn. Khi chiếc xe bị kéo đến vùng nước ngập đến thắt lưng, mọi người mới lật xe lại. Do không mở được cửa nên lực lượng cứu hộ đã dùng thanh sắt đập vào cửa kính. Sau khi phá được cửa kính, lực lượng cứu hộ đã dướn người kéo một người đàn ông ra ngoài rồi khiêng vào xe cứu thương. Theo lực lượng cứu hộ cho biết, người đàn ông đến từ Giang Tô, khoảng 34 tuổi khi được giải cứu không có dấu hiệu của sự sống. Nguyên nhân chủ yếu là do đuối nước. Sau khi được hồi sức tim phổi, anh ta đã được đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Sau đó, phóng viên xác minh từ bệnh viện Bắc Kinh rằng người đàn ông đã được xác nhận đã chết. Theo một người có trách nhiệm tại hiện trường, có tổng cộng 5 phương tiện bị ngập nước, trong đó có 3 phương tiện được kéo ra ngoài. Ngoại trừ một người mắc kẹt trong xe địa hình, các phương tiện bị ngập khác không có ai. Theo một nhân viên họ Kui, người tự nhận là nhân viên cứu hộ ở Dongcheng Garden cho biết, khi tôi đi bộ không xa khỏi cây cầu, nước đã ngập đến cằm, vì vậy tôi phải rút lui. Nhân viên này cũng cho biết thêm về phán đoán của mình rằng cây cầu bị ngập nước với độ sâu ít nhất là 3 mét và không thể nhìn thấy mui của chiếc xe địa hình bị ngập nước. Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất, bão số 5 dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong ngày mai sau khi tâm bão đi qua bờ biển phía đông của đảo Đài Loan hôm nay, sau khi gây ảnh hưởng trên khắp các khu vực của Philippines vào tuần trước và Đài Loan, Trung Quốc vào cuối tuần này. Bão số 5 đã có một khu vực mới trong tầm ngắn trong tuần này. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho biết một phần của Trung Quốc đại lục đang cấp tập chuẩn bị để đối mặt với cơn thịnh nộ của bão số 5 trong tuần này. Bão số 5 hình thành đầu tuần trước và chỉ trong 48 giờ đã mạnh lên thành cấp siêu bão. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ JTWC, mặc dù bão số 5 đã suy yếu và không còn được gọi là siêu bão sau khi tương tác với Đài Loan, các nhà dự báo nói rằng cơn bão này vẫn sẽ gây hậu quả nặng nề. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, tâm bão số 5 đã nằm trên biển Hoa Đông, phía đông bắc Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão số 5 đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 20 km/h. Sức gió duy trì trung bình trong 10 phút của bão số 5 là 143 km/h, có nghĩa là nó tương đương với cơn bão cấp 1 trên thang gió bão Saffir-Simpson. Nhà khí tượng học cấp cao Jason Nicol của AccuWeather cho biết, bão số 5 sẽ giảm cường độ gió khi nó tiếp tục di chuyển về phía Bắc và sẽ đến vùng lân cận của Thượng Hải vào cuối ngày hôm nay theo giờ địa phương và sẽ dừng lại ở gần hoặc ngay phía đông Thượng Hải vào 2 ngày tới. Các nhà dự báo của AccuWeather nói rằng tác động đáng kể nhất đến Trung Quốc đại lục từ bão số 5 sẽ là lượng mưa lớn. Mưa lớn và lũ lụt sẽ là mối lo ngại trên khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Nicole cảnh báo, lượng mưa trên diện rộng từ 80 đến 150mm được dự báo sẽ ở khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Lượng mưa cao hơn 250 đến 350mm có khả năng xảy ra dọc theo các khu vực ven biển phía đông gần nơi bão số 5 khuấy động. Thành phố Thượng Hải, nơi sinh sống của hơn 26 triệu người, được dự báo sẽ có lượng mưa trên diện rộng từ 150 đến 250mm do bão số 5 từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Tuy nhiên, các chuyên gia của AccuWeather cảnh báo rằng nếu một dải mưa xối xả tràn vào khu vực, tổng lượng mưa cục bộ có thể đạt tới mức 350mm. Lượng mưa ở cường độ này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thành phố lớn nhất Trung Quốc, nơi cũng là một trong những trung tâm vận chuyển nhựa nhiệt nhất thế giới. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong hoạt động thường ngày do hậu quả của cơn bão có thể gây tổn hại không chỉ cho nền kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong một thời gian. Ngay cả trước khi cơn bão tiếp cận các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, bão số 5 đã khiến việc đi lại và giải trí bị gián đoạn. Tất cả các chuyến bay sau sáng nay theo giờ địa phương đã bị hủy tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải và sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu. Các khu vực của Trung Quốc đã nâng cảnh báo khẩn cấp về bão lên cấp độ 2 màu cam, cấp độ nghiêm trọng thứ 2 sau cấp độ nghiêm trọng thứ nhất là màu đỏ, trong khi các cảng ở Chiết Giang sẽ tạm ngừng bốc rỡ container rỗng. Sau khi các dải bên ngoài của bão số 5 đến phía đông Trung Quốc vào sáng nay, các tác động đến khu vực này có thể bao gồm gió giật mạnh từ 130 đến 160 km/h trực tiếp dọc theo bờ biển. Bão số 5 không phải là cơn bão đầu tiên trong mùa được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực này của Trung Quốc. Bão số 4 đã ảnh hưởng đến Thượng Hải vào cuối tháng trước năm nay và di chuyển chậm tương tự như những gì được dự báo với bão số 5. Bão số 4 đã mang lại lượng mưa kỷ lục cho các khu vực của Trung Quốc vào đầu mùa hè này.
Tuy nhiên, sự so sánh giữa hai cơn bão chỉ dừng lại ở bản chất di chuyển chậm của chúng. Đường đi của bão số 5 khác với đường đi của bão số 4. Bão số 4 đã đổ bộ gần thành phố Chusan và đổ bộ vào đất liền trong vài ngày, trong khi đó bão số 5 có khả năng sẽ giảm tốc độ và dừng lại ngay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc cho đến giữa tuần, trước khi tăng tốc trở lại và bắt đầu đi theo hướng đông. Với đường đi về phía đông này, hệ thống bão tồn tại lâu này sẽ nhắm đến các khu vực khác của châu Á vào cuối tuần, có thể gây mưa lớn và nguy cơ lũ lụt ở Hàn Quốc đến Nhật Bản từ ngày Chủ nhật đến thứ ba tuần tới. Thưa quý vị khán giả, lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc khiến 31 người chết và mất tích, hơn 245.000 người dân phải đi sơ tán. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, lũ lụt và mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 3,6 triệu cư dân nước này, chủ yếu ở tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây. 254.000 người đã phải sơ tán và 1.450 ngôi nhà đã bị phá hủy. Thiệt hại vật chất ước tính lên tới hơn 650 triệu đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Ye Yang-chun hôm vừa qua cho biết, mặc dù mưa lớn gây thiệt hại tập trung ở tỉnh Hồ Nam và khu vực Quảng Tây, song giới chức đang theo dõi tình hình thời tiết tại thành phố Vũ Hán, nơi tâm chấn của đại dịch COVID-19 3 năm trước đó. Ngành du lịch tỉnh Quảng Tây vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nay đã phải chịu thêm tổn thất từ mưa lớn, lũ lụt. Các thị trấn du lịch vốn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nay đã trở thành biển nước lũ, buộc khách du lịch phải sơ tán bằng bè tre. Hơn 1.200 khách sạn, 35 điểm du lịch và 5.200 cửa hàng đã bị thiệt hại vì lũ lụt. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã có 10 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối thứ Tư, ước tính gần 1,37 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 213.500 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 15 người chết trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính hơn 360.000 người tại 22 huyện thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 13.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã khiến 12 người mất tích và thiệt mạng. Kể từ đầu tháng, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, mực nước của 120 con sông đã dâng lên mức cảnh báo lũ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn tiếp diễn tại một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, kể từ tuần trước, mưa lớn đã làm ngập lụt các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Điều kỳ lạ là tuyết trắng bất ngờ rơi xuống khu tự trị dân tộc Tây Tạng Gannan của tỉnh Cam Túc vào tối ngày thứ Năm. Các quận Lukku và Maku đã chuyển từ giữa mùa hè sang mùa đông khắc nghiệt chỉ sau một đêm. Tuyết bao phủ mùa màng và ảnh hưởng đến nông nghiệp và chăn nuôi gia súc của địa phương. Tỉnh Cam Túc hứng chịu mưa lớn từ tuần trước và đến nay, lũ lụt vẫn tiếp diễn. Lũ quét đã bùng phát ở huyện Ôn, thành phố Long Nam, nằm ở ngã ba Tứ Xuyên và Cam Túc. Điều kỳ lạ hơn nữa là các quận Lukku và Maku ở Gannan, Cam Túc chỉ sau một đêm có tuyết rơi đầu mùa hè biến thành mùa đông khắc nghiệt. Sau nhiều tháng không có thời gian chuẩn bị, mùa màng và vật nuôi đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc cho biết năm nay có nhiều điều kỳ lạ quá. Năm nay lại có bệnh dịch và lũ lụt. Tôi thực sự sợ hãi, mặc dù tôi muốn kết thúc năm nay một cách nhanh chóng. Nhưng không cần thiết phải bỏ qua mùa hè, mùa thu và bước vào mùa đông nhanh chóng như thế. Trung Quốc đã trải qua những trận mưa lớn kể từ đầu mùa lũ. Lưu vực Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hứng chịu những trận mưa lớn kể từ 5 tuần trước. Bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả, các dòng chính và một số nhánh của sông Qingyi và sông Fuyang ở tỉnh Tứ Xuyên, sông Minyang, sông Tuyang và sông Yilin vẫn ở mức vượt mức nước cảnh báo và đang ở mức không an toàn. Mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã dâng lên 5 mét chỉ sau một đêm. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử Trung Quốc cho biết, trận lũ sông Dương Tử số 3 năm 2023 đã được theo dõi tại trạm Kutan trên thượng nguồn sông Dương Tử vào đầu giờ sáng nay. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã công bố vào lúc 5 giờ sáng ngay rằng, lũ lụt số 3 sông Dương Tử năm 2023 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử với lưu lượng đạt 59.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại, đỉnh lũ đã đến Trùng Khánh. Trạm Zutuo ở quận Yongchan, Trùng Khánh đã chứng kiến mực nước cao nhất vào sáng nay, cao hơn khoảng 5 mét so với mực nước vào lúc 8 giờ hôm qua. Mưa xối xả nhiều ngày cũng đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên. Vài ngày trước, một số người đã chụp được ảnh một con tàu chở hàng chống rộng ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị lũ cuốn trôi khi sông Minjiang tràn qua biên giới. Thủ phủ thành đô của tỉnh cũng không tránh khỏi cảnh tượng kinh hoàng, với nhiều ô tô trong khu đô thị bị ngâm mình trong biển nước bao la.
Vâng, thưa quý vị, kể từ đầu mùa mưa lũ, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tục xảy ra mưa xối xả. Riêng đập Tam Hiệp đã trải qua 3 đỉnh lũ với lưu lượng đạt 50.000 mét khối mỗi giây. 65,66 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, tương đương 797,92 tỷ đài tệ. Nhưng nhấn mạnh rằng số người mất tích và người chết chỉ là 289, bằng hơn một nửa so với mức trung bình của 5 năm trước. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo hôm nay để giải thích về lũ lụt, thừa nhận rằng lượng mưa lớn năm nay quá nhiều, tập trung nhanh về cả thời gian và không gian, gây ra 12 trận lũ lụt ở các con sông lớn như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang và Thái Hồ. Trong trận lũ thứ hai, đập Tam Hiệp có 3 đỉnh lũ 55.000 mét khối mỗi giây và trung lưu và hạ lưu hồ Động Đình và Bà Dương, các khu vực hồ đều trong tình trạng báo động. Thời gian dài nhất trong tình trạng báo động là 42 ngày. Yeo Kwen-sen, Tổng thư ký Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết mùa mưa ở lưu vực sông Yangwei nhận được lượng mưa 869,2mm và kéo dài trong 62 ngày. Đây là mùa mưa đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1961. Yeo Kwen-sen giải thích rằng thảm họa lũ lụt đã khiến 65,66 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn 14,7% và 17,5% so với mức trung bình của 5 năm trước. Nhưng 289 người đã thiệt mạng và mất tích, cùng 59.000 ngôi nhà bị sập, thấp hơn trung bình 5 năm trước là 59,8% và 65,3%, và thiệt hại do thiên tai gây ra rất nặng nề nhưng số người thương vong không nhiều. Quý vị thân mến, hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Zhang Wen ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Zhang quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Shaiwan thuộc quận Weihu, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 65 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì nước lũ. Ngày hôm qua, Giang đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm mà một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đây là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm một cái thuyền kayak và trở về nhà để đón gia đình tôi, Giang nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Chiwan đã ngập trong nước lũ cao quá đầu Giang. Đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy rất hoảng loạn do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế. Xe tải và thuyền kayak đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước. Và hàng nghìn người dân làng mệt mỏi, kiệt quệ vì trận lũ vẫn phải tiếp tục ngồi chờ. Cảnh tượng như ở làng Shiwan đã xuất hiện tại nhiều khu vực khác ở Hà Nam sau trận mưa lụt kinh hoàng tuần này. Ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ tới sông Wei, nhấn chìm các ngôi làng ở hạ lưu. Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, Đồng Trang Quen chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nan Quan Jing, quận Hui, cách Tân Hương 26 km, được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, vào đêm ngày thứ ba, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà đông, nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ với mênh mông nước. Nước ngập tới ngang lưng rồi, tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có nhà 2 tầng. Đó là cách duy nhất con được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200m ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút, Đồng kể lại. Từ 8 giờ ngày thứ 6 tuần trước tới 18 giờ ngày thứ 4 tuần này, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 1.007mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử, với lượng mưa trút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 160,9mm. Với nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên. Vì vậy, nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp. Song ước tính khoảng 2.500 người đã bị kẹt lại trong làng Nan Quan Jing. Ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lụt lịch sử ngàn năm có một ở Hà Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3,6 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất đã xảy ra.
Khi trả lời phỏng vấn SCMP, Đông đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Đông chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ. Tuy nhiên, Đông vẫn may mắn vì gia đình vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Jingji cho biết ông bà của cô, những người sống tại quận Phanh Quan của Tân Hương đã bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì từ tối hôm thứ Ba. Thưa quý vị, theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm qua một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ trên bầu trời ở các khu vực Tây Nam đến Đông Bắc của Trung Quốc đại lục. Hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn cũng xảy ra ở một số khu vực như Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội thành Bắc Kinh đạt 216mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là Chuli, quận Phan Sang, đạt 396mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong 61 năm qua, kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951. Do mưa lớn, Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua cũng đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh, trước hết là ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng bị ngập, giao thông gián đoạn, một số đoạn đường bị nước sông tràn vào, một số khu vực dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như tê liệt. Nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện ngầm. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập tấm cảm ứng tàu điện ngầm, khiến một số đoạn đường bị đình trệ nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài ra, giao thông mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 80.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. Thông tin mới nhất đến khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, trên sân bay thủ đô và vùng trời lân cận đã hết mưa, hiện các chuyến bay cất hạ cánh đã cơ bản trở lại bình thường. Nhưng ở mỗi cửa sổ làm thủ tục đã có hàng dài người xếp hàng, điều này cho thấy chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết hôm qua vẫn đang được xử lý. Kính thưa quý vị, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết hôm nay rằng trong 5 ngày tới, lượng mưa ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử phổ biến từ 150mm đến 300mm. Đây là đợt mưa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ đầu mùa lũ. Dữ liệu cho thấy trong 5 ngày tới, khu vực phía Nam An Huy và phía Đông Hồ Bắc đã vượt quá 300mm. Khu vực có lượng mưa trên 80mm và trên 150mm lần lượt là 1,088 triệu km2 và 401.000 km2. Cả hai đều là lớn nhất kể từ năm nay. Khu vực có lượng mưa trên 3.000mm đạt 64.000 km2. Tổng cộng có 10 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đại của lượng mưa vào ngày thứ Ba và lượng mưa hàng ngày của 6 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. 10 giờ hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương phát cảnh báo mưa dông màu xanh. Đây cũng là cảnh báo mưa dông màu xanh đầu tiên kể từ cuối tuần trước. Trước đó, Đài Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu cam trong 6 ngày liên tiếp. Trong đó, cảnh báo mưa dông màu cam đầu tiên của năm nay được đưa ra vào tuần qua. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ 14 giờ hôm nay đến 14 giờ ngày mai ở trung tâm An Huy, Nam Trung tâm Giang Tô, Trung tâm và Đông Hồ Bắc, ven biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Đông Bắc Hồ Bắc, dãy núi Daibi ở An Huy, các khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây có mưa bão lớn ở các khu vực thuộc lưu vực Tây Nam Tứ Xuyên và những nơi khác, có mưa bão cực lớn từ 300 đến 350mm cục bộ ở lưu vực Tây Nam Tứ Xuyên. Ngoài ra, dự kiến hôm nay, phạm vi mưa lớn ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử sẽ thu hẹp lại, lượng mưa ở Hạ lưu sông Dương Tử sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có mưa to đến rất to ở phía Đông Hồ Bắc và những nơi khác có mưa lớn cục bộ. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu nên khu vực phía Đông Hồ Bắc cần chú ý phòng chống thiên tai như lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ. Trung Quốc đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 dân sau khi mưa lớn gây lở 1,5 triệu mét khối đất xuống một nhánh của sông Dương Tử, đe dọa sự an nguy của cộng đồng dân cư lân cận. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất xảy ra vào 5 giờ hôm thứ Sáu vừa qua khi 10 triệu mét khối đất bất ngờ đổ ập xuống tại khu tự trị Ensi Thuja và Miao ở tỉnh Hồ Bắc.
Vào 6 giờ sáng cùng ngày, khoảng 1,5 triệu mét khối đất đá đã đổ xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử. Vụ lở đất đã chặn dòng chảy của con sông và tạo thành một hồ chắn trên sông, gây đe dọa tới người dân ở những làng lân cận và thành phố Ân Thi ở hạ nguồn con sông. Theo giới chức địa phương, hồ chắn trên có thể vỡ bất cứ lúc nào và có thể nhấn chìm khu vực lân cận. Tính tới 15 giờ chiều cùng ngày, tổng cộng 8.397 người dân từ 1.963 hộ gia đình đã được sơ tán, theo giới chức Hồ Bắc cho biết. Cơ quan Thời tiết Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, nước này đã tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn vào tuần này, làm gia tăng mối đe dọa lũ lụt trên khắp cả nước. Báo động đỏ đã được thiết lập ở các tỉnh An Huy và Giang Tây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm qua cảnh báo mực nước trên sông Dương Tử và các hồ nhánh sẽ tiếp tục dâng cao. Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mực nước tại đập Tam Hiệp, công trình đang chứa lượng nước lũ khổng lồ nhằm giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ nguồn. Hồ chứa Tam Hiệp hiện ghi nhận mực nước cao hơn 16m so với mức cảnh báo chính thức. Tam Hiệp, công trình được thiết kế để kiểm soát lũ và sản xuất điện, hiện đang gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia cho rằng đập này không đóng vai trò quá lớn trong việc ngăn chặn hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài trong nhiều ngày qua. Giáo sư Darren Magee tại Đại học Hobart and William Smith, người Anh cho biết, các con đập đã chặn dòng chảy châm tích và làm giảm khả năng hấp thụ nước lũ của các khu vực đồng bằng và vùng hạ lưu. Ngoài ra, nhu cầu sản xuất điện cũng làm ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát lũ. Kiểm soát lũ đòi hỏi phải giữ nước lại trong khi sản xuất điện thì phải xả nước ra, ông Magee nói. Thưa quý vị, một vụ lở đất quy mô lớn được mô tả như sóng thần cũng đã xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở Trung Quốc, đã khiến ít nhất 113 thợ mỏ thiệt mạng, trong khi những người khác vẫn đang mất tích trong bùn lầy. Lở đất như sóng thần chôn vùi mỏ ngọc bích Trung Quốc khiến hơn 110 người chết. Theo AFP, vụ việc xảy ra hôm thứ Hai ở một mỏ ngọc bích Nephrite tại khu vực Tân Cương phía tây bắc của Trung Quốc. Mưa lớn gây ra lở đất và một làn sóng bùn lầy đã chôn vùi những người thợ mỏ. New York Times mô tả vụ lở đất giống như sóng thần đổ xuống một khu mỏ lộ thiên. Trên Facebook, lực lượng cứu hỏa Trung Quốc xác nhận đã phát hiện được 113 thi thể. Nhiều người khác được cho là mất tích và quá trình tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Các vụ lở đất xảy ra khá thường xuyên ở vùng khai thác ngọc bích mà Reuters mô tả là được quản lý lỏng lẻo. Hàng chục công nhân khai thác mỏ đã thiệt mạng hồi năm ngoái khi hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác ngọc bích sinh lợi cao. Theo AFP, các chủ khai thác thường thuê các công nhân nhập cư với mức lương thấp để đi đào loại đá quý rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đội cứu hộ đang đi qua những thung lũng ngập trong bùn lầy. Theo New York Times, ông Zhang Zhibao, một quan chức ở huyện Hòa Điền, lo ngại rằng ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất. Ông Zhang cho biết mưa lớn đang khiến quá trình tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt và đầy bùn đất vì mưa, ông Zhang nói. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thiên tai. Sau chưa đầy 2 tháng hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, khiến hơn 52.000 người ở địa phương thiệt mạng, khu vực đông nam của quốc gia này phải đối mặt với mưa lớn và lũ càn quét. Tính đến ngày thứ Ba tuần này, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng. Tại các tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên, nơi còn đang ở bước đầu trong quá trình tái thiết sau khi bị phá hủy bởi động đất là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mưa lớn kéo dài từ gần một tuần nay đã gây lũ lụt. Nhóm tìm kiếm và cứu nạn của chính quyền cho biết trong 24 giờ qua ở tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa 236mm và tỉnh Tứ Xuyên là 211mm. Bên cạnh thiệt hại về người, đã có nhiều thiệt hại về vật chất. Trên đường phố, các phương tiện bị lũ cuốn trôi, người dân bất lực trong dòng nước đục ngầu chờ cứu hộ, con đường thì gãy nát, đảo lộn dưới sự xói mòn liên tục của lũ. Ông Wang Qiang, tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên cho biết lũ lụt như vậy chưa bao giờ xảy ra trong khu vực và giới chức cũng kêu gọi người dân sơ tán khỏi tầng 1 và tầng hầm nhà mình. Đội cứu hộ đã tích cực hoạt động giải cứu người dân, xe ô tô các loại bị cuốn trôi trong dòng nước lớn. Trong khi đó, một trận động đất mạnh vừa phải đã làm rung chuyển một thành phố ở đông bắc Trung Quốc hôm thứ Năm. Trận động đất mạnh 4,8 độ Richter có tâm ở thành phố Cát Lâm, cách Thiểm Tây khoảng 162 dặm. Tỉnh trưởng của Cát Lâm, He Chuan, cho biết không có báo cáo về thiệt hại đối với bất kỳ tòa nhà nào trong thành phố, nhưng nhiều người đã chạy ra ngoài vì sợ hãi. Các bác sĩ đã ứng phó với trường hợp chấn thương hoảng loạn, một số người cũng bị thương sau khi nhảy từ ban công.
Thưa quý vị khán giả, Trung Quốc đang trải qua hạn hán ở phía Bắc và lũ lụt ở phía Nam. Lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi tại tỉnh Hồ Nam. Một tòa nhà ở thành phố Hoài Hóa bị lũ cuốn trôi. Trong đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy, đám đông hét lên trong hoảng loạn, ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Những ngôi nhà khác dọc đường các cư dân địa phương đang la hét ầm ĩ. Mới đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi. Đầu tháng, hình ảnh những ngôi nhà ở làng Yufu, thị trấn Haiyai, thành phố Jishu bị lũ cuốn trôi bắt đầu lan truyền trên Internet. Kể từ tháng trước, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Hồ Nam và ít nhất 1 triệu người đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở phía Nam Trung Quốc đại lục và 23 con sông trên khắp Trung Quốc xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Một trận lở đất xảy ra sau một trận mưa lớn ở huyện Đào Viên, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam khiến 3 người mất tích. Mưa lớn xảy ra ở Kỳ Giang, Yongguang, Yushan và các nơi khác ở Trùng Khánh khiến nước mưa chảy ngược, ngập úng đất canh tác. Và tại một số cửa hàng nước ngập dâng lên đến thắt lưng của họ. Weibo chính thức của Cục Khí tượng Trùng Khánh cũng đăng một đoạn video nói rằng Trùng Khánh, Yongguang giống như một con thuyền giữa biển nước lũ. Theo dự báo, mưa xối xả vẫn sẽ tiếp tục, mưa lớn trút xuống tỉnh Giang Tây và Quý Châu, Trung Quốc. 4 trận lở đất xảy ra ở huyện Sichuan, tỉnh Giang Tây và 11 huyện thành phố của tỉnh Quý Châu bị ảnh hưởng. Hơn 360.000 nạn nhân và hơn 80 thôn xóm, thị trấn mất điện, giao thông, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện đã có 24 người chết, 7 người mất tích. Tại miền Nam Trung Quốc, mưa liên tục mấy ngày nay, gần 10 tỉnh bị ảnh hưởng, ít nhất 2,9 triệu người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, một tòa nhà dân cư và thương mại 9 tầng đã bị sập hôm thứ Tư do sạt lở đất. Hiện có 124 nhân khẩu thuộc 38 hộ dân trong các ngôi nhà bị sập, đổ nát nhưng vẫn chưa liên lạc được với 16 người. Hiện núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các phóng viên cũng bị cấm quay phim. Su Hao, phó thị trưởng Quý Dương thậm chí đã ra lệnh tịch thu máy ảnh của các phóng viên tại hiện trường. Mưa xối xả cũng đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Vào tối ngày thứ Ba, một trận lở đất lớn đã xảy ra tại Zhongguang Community, Danjianji Village, Zhongchai Town, Lingchai County, Piliang City. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và 40 ngôi nhà đến 50 ngôi nhà bị sập. Một số người dân địa phương nói rằng thảm họa rất nghiêm trọng, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của cơ quan truyền thông Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm thứ Tư, vào khoảng 22 giờ tối hôm trước, một vụ lở đất đã xảy ra tại cộng đồng Đông Hoang thuộc làng Nadiyanji, thị trấn Yongtai, huyện Linh Tai, thành phố Pingliang, tỉnh Cam Túc, làm 7 tòa nhà bị nghiêng và bị sập và có 172 hộ dân với 470 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Cam Túc, vào hôm thứ Tư ước tính sơ bộ khối lượng của vụ lở đất là khoảng 1,5 triệu mét khối. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đã khiến tổng cộng 18 ngôi nhà bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều tòa nhà trên sườn núi đã sụp đổ và trở thành đống đổ nát, một số tòa nhà bị nghiêng. Cư dân mạng đã đăng video tiết lộ rằng các phương tiện truyền thông trong nước được yêu cầu hạn chế đưa tin và không gây thêm cản trở cho ngày lễ trọng đại ở địa phương. Hôm thứ Năm, dân làng địa phương nói với phóng viên rằng thảm họa ở địa phương rất nghiêm trọng, tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Người dân địa phương tiết lộ thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn đang được thống kê và chưa có báo cáo về thương vong. Ông Gong ở làng Nazandianji nói rằng rất nghiêm trọng, mọi người đã sơ tán và ở lại thị trấn của huyện. Một số ngôi nhà bị sập và chúng khá nghiêm trọng. Các số liệu thống kê đang được tiến hành, nhưng nhân sự thì không chắc chắn, hiện họ đang điều tra, các đơn vị cứu nạn không được bao nhiêu, hiện tại không có thương vong. Ngoài ra, cùng lúc đó mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Ngoài 13 thị trấn ở huyện Lĩnh Đài bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, sạt lở đất và lũ lụt cũng được ghi nhận ở thành phố Long Nam, thành phố Thanh Dương, thành phố Thiên Thủy và những nơi khác gây cản trở giao thông. Vào cuối tuần qua, một trận lở đất lớn đã xảy ra ở làng Shumogu, thị trấn Shiba, huyện Wenxian, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc. Trận lở đất đổ xuống sông Baisu tạo thành một hồ nước chắn cao tới 3 tầng. Tất cả các ngôi nhà gỗ đều đã bị sập và thiệt hại rất lớn khiến dân làng cảm thấy rất tuyệt vọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, một trận lở đất bất ngờ từ làng Shimogu, thị trấn Shiba, huyện Gwen, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc đã đổ ập vào sông Baishu tạo thành một hồ nước chắn.
hồ chắn nước có chiều dài hơn 800m, chiều rộng 300m. Hiện tại, hồ chắn nước đã được mở ra 80m cửa hồ chắn để xả nước, mực nước không ngừng hạ xuống. Quận vẫn không có điện do đường dây điện bị hư hại do sạt lở đất và lở đất. Hơn 1.300 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở 11 thôn không kịp sơ tán, phải chờ cứu hộ trên mái nhà. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn và nước với diện tích lớn, mái nhà chật kín người đang chờ cứu, người chụp ảnh nói. Các đồng chí lãnh đạo nhìn kìa, có người trên mái nhà, tính mạng con người đang bị đe dọa. Ông Ju, một người dân ở làng Shumugu cho biết mưa lớn và sạt lở đất rất lớn, dòng sông bị chặn lại tạo thành hồ chắn sóng. Shumugu bị ngập hoàn toàn, 3 tầng nhà bị ngập, tất cả đều đang rất nguy hiểm. Sau trận lũ, người chết rất nhiều, chúng tôi bây giờ chỉ là không có nơi nào để đi. Có rất nhiều người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy và bây giờ vẫn còn 1 hoặc 20 chiếc thuyền được dùng để giải cứu người dân. Và có hàng trăm người đã lao ra để giải cứu mọi người sau khi họ bị mắc kẹt. Vào sáng ngày thứ hai, người dân làng Shumugu nói với phóng viên rằng mực nước trong hồ chắn nước đã giảm 4 mét. Nước rút 1 tầng, hiện còn ngập 2 tầng, gây thiệt hại rất lớn. Ông Lee, một người dân ở làng Shumugu nói tất cả các tòa nhà đều bị ngập. Các tòa nhà không bị sập, nhưng tất cả các ngôi nhà bằng gỗ đều bị sập. Hôm qua, điện và nước đều bị cắt. Trời mưa mỗi ngày và nước rất lớn, khe núi chỗ nào cũng sạt lở, sông tắc, ngập cả kênh, chỗ nào cũng xả lũ, nổ mìn khẩn cấp, nhà cửa cũng hư, gây thiệt hại rất lớn. Tất cả mọi người đã được sơ tán và vào thời điểm đó, tôi và mọi người dân đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Một video trực tiếp khác cho thấy mực nước sông dâng cao cực độ, dòng nước đục ngầu màu vàng cuốn trôi một cây cầu, lở đất trên núi đổ xô xuống sông, gây ra sóng bùn màu vàng. Bùn dày đặc chảy xuống một con đường dốc ở Hanjaba, một thị trấn của quận và đẩy nhiều ô tô tư nhân xuống dòng sông. Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích. 100.000 người mất nhà cửa vì lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, cho biết con sông lớn Đại Lăng Hà đã bị vỡ đê, nước lũ tràn ngập thủ phủ Thẩm Dương, làm hơn 500 người mất tích. Theo các nhân viên cứu hộ, những thị trấn nằm bên con sông Đại Lăng Hà đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ. Còn tại Cát Lâm, có 13 người thiệt mạng, nước sông dâng cao tràn ngập nhiều thành phố. Nước lũ đã cuốn trôi hơn 40.000 nhà cửa, phá hủy nhiều cây cầu, đường xá và hệ thống đường dây điện tại 22 thành phố. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp để khắc phục thảm họa và tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một quỹ cứu trợ để hỗ trợ những người bị mất nhà cửa do bão lũ. Trong khi đó, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn cũng đã kéo dài hơn một tuần qua, gây lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam nước này, làm ít nhất 199 người thiệt mạng, 123 người mất tích và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tính đến chiều thứ hai tuần này, đã có 393.000 ngôi nhà bị hư hại, 144.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 1,36 triệu hecta hoa màu bị mất trắng. Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục ở một số tỉnh như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây. Thưa quý vị, ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích sau khi một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc đổ sập đầu tuần này. Giới chức thành phố Tô Châu phía đông Trung Quốc cho biết khách sạn Shikaiyuan bất ngờ đổ sập vào chiều hôm thứ Ba. Thời điểm đó, chủ yếu người trong khách sạn là khách thuê phòng. Tổng cộng 23 người mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó 6 người được cứu sống, 8 người đã thiệt mạng và 9 người còn mất tích. Mưa lớn dữ dội ở một huyện thuộc tỉnh Chiết Giang trong nhiều ngày qua đã gây ra trận lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa và làm nhiều người mất tích. Theo Sputnik, khoảng 20 người đã mất tích sau khi một trận lở đất dữ dội xảy ra tại thành phố Hàng Châu hôm nay. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến 10 ngôi nhà bị hư hại. Theo hãng tin CCTV cho hay, nguyên nhân dẫn tới lở đất là do mưa lớn ở khu vực duyên hải dọc biển Hoa Đông của Trung Quốc trong nhiều ngày qua. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lượng đất và bùn đổ mạnh xuống cuốn theo nhiều ngôi nhà vỡ nát trên một sườn đồi cùng nhiều xe ô tô. Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi trận lở đất ập xuống sau lưng, cột điện bị kéo đổ hàng loạt và một số đã phát nổ. Trong video, có tiếng một phụ nữ thảng thốt kêu lên khi lở đất ập xuống khu dân cư. Đáng sợ quá, đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng mở chiến dịch tìm kiếm người mất tích tại khu vực. Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của lực lượng phòng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc. Bảo tàng nghệ thuật thành phố đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà tạm cho các nạn nhân của vụ lở đất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về thảm họa tự nhiên này.
Kính thưa quý vị, trong 48 giờ qua, Shizuoka hứng chịu lượng mưa 300mm, tương đương với lượng mưa trung bình trong cả tháng của khu vực vào tháng này. Hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng với 120 phương tiện cứu hộ đã được điều động để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu, thang, máy cắt kim loại và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. Khách sạn CK1 mở cửa năm 2018 với 54 phòng cùng với hội trường lớn và các phòng hội thảo. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khách sạn này bị sập. Những vụ sập hạ tầng không phải hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người liên quan đến COVID-19 ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng đổ sập. Giới chức điều tra sau đó cáo buộc 23 đối tượng đã có hành vi thay đổi kết cấu xây dựng của tòa nhà. Các thành viên chịu trách nhiệm thẩm định công trình đã thông đồng với chủ khách sạn để đưa ra báo cáo sai lệch về tòa nhà. Kính thưa quý vị khán giả, hơn 50.000 người ở 100 ngôi làng miền Trung Trung Quốc hôm nay buộc phải sơ tán sau khi một con đập ở đây bị vỡ do mưa lớn dài ngày. Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết con đập ở Hồ Phần Dương bị vỡ rạng sáng nay, làm ngập khoảng 100 ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính trong khu vực. Ước tính có khoảng 54.000 người thuộc 12.000 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú. Một quan chức địa phương cho biết với AFP, chúng tôi chưa có dữ liệu chính xác về số nạn nhân, nhưng nước lũ đã làm ngập các ngôi làng với khoảng hơn 50.000 người sinh sống. Quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được cho là do mưa lớn dài ngày trong khu vực. Tháng trước, một đập thủy điện của Lào cũng bị vỡ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Thưa quý vị, tuần qua, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Hualien, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc 135 km, khiến 14 người bị thương nhưng không có cảnh báo về sóng thần. Cục phòng cháy Đài Bắc cho biết toàn bộ những người trên chỉ bị thương nhẹ, trong đó có 13 người bị ốm do hít phải khí đốt bị rò rỉ từ một khách sạn, số nạn nhân còn lại bị thương do mảnh vỡ rơi từ trần nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo tâm địa chấn nằm ở độ sâu 45 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, cách Hualien 45 km. Đài truyền hình địa phương cho biết các tòa nhà tại Đài Bắc đã bị rung chuyển trong nhiều giây sau khi động đất xảy ra. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm ở Đài Loan cũng tạm dừng hoạt động. Động đất thường xảy ra tại Đài Loan, song phần lớn ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, trận động đất 7,6 độ Richter ở miền Trung Đài Loan năm 1999 đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng. Thưa quý vị, động đất tại Trung Quốc rất khác thường, thay vì xuất hiện ở vị trí giao nhau của hai mảng kiến tạo như các trận động đất lớn trong năm. Cơn địa chấn tại Trung Quốc hôm qua lại xảy ra bên trong một mảng kiến tạo. Trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter xảy ra gần huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải vào 7 giờ 49 phút hôm thứ Tư theo giờ địa phương. Khu vực hứng chịu động đất là một phần của cao nguyên Tây Tạng, nơi cách mực nước biển hơn 5 km. Lai Sian cho biết, cao nguyên Tây Tạng cùng với dãy núi Himalaya được tạo ra từ 50 triệu năm trước khi một phần tiểu lục địa Ấn Độ bắt đầu chạm vào lục địa Á Âu. Nhưng điều khác thường là trận động đất hôm qua không xảy ra ở vị trí cặp nhau của hai mảng kiến tạo, thay vào đó nó xảy ra ở ngay giữa cao nguyên Tây Tạng. Đây là kết luận của Randy Blackwin, chuyên gia địa vật lý của Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia Mỹ. Trận động đất đẫm máu nhất trong lịch sử loài người xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào năm 1556 và giết chết 830.000 người, cũng xảy ra bên trong mảng kiến tạo. Cao nguyên Tây Tạng đang tiếp tục được nâng lên bởi chính quá trình tạo ra nó, đồng thời cũng bị ép và kéo bởi nhiều lực khác. Những lực đó tạo ra nhiều đường phay hay còn gọi là đường đứt đoạn trên cao nguyên. Giới khoa học chưa xác định được đường phay nào vỡ trong trận động đất hôm qua. Bedwin cho rằng đó có thể là một đường phay nông. Hai phía của đường phay di chuyển ngược chiều nhau, giải phóng một năng lượng cực lớn. Dù trận động đất tại Thanh Hải hoàn toàn khác với cơn địa chấn tại Haiti và Chile, các dấu hiệu của chúng vẫn giống nhau. Tất cả các trận động đất đều có một đặc điểm chung về mặt địa chất. Thứ nhất, chúng đều tạo ra những cơn sóng hình chữ P mà các máy đo rung chấn có thể phát hiện. Sau đó, sóng hình chữ S xuất hiện. Khoảng thời gian giữa sóng P và sóng S cho phép các chuyên gia địa chất xác định vị trí động đất. Penguin nói khu vực bị động đất tại Thanh Hải vẫn hứng chịu nhiều dư chấn kể từ hôm qua tới nay. Những dư chấn này có cường độ tới 4,8 đến 5,8 độ Richter.
số lượng và cường độ của dư chấn sẽ giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị khán giả, lốc xoáy tràn qua một nửa đất nước tỷ dân khiến 45 người chết, ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong trận bão, kèm theo hàng trăm cơn lốc xoáy được coi là tệ hại nhất từng ập vào Trung Quốc đại lục trong suốt hơn 2 thập niên qua, gây ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ nước này, trong đó phía Bắc Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất. Các cơn lốc xoáy đã bắt đầu ập xuống thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Tư và quét qua các tỉnh Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ và Nội Mông trước khi tiến tới Liêu Ninh. Đã xảy ra khoảng 240 trận lốc xoáy. Tỉnh bị tác động nặng nề nhất là Bắc Liêu Ninh. Tin cho hay, có hơn 60 cơn lốc xoáy xảy ra tại đây. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại nơi này và tại Thiên Tân. Các quan chức địa phương hôm qua cho biết số người tử vong tiếp tục tăng trong hệ thống thời tiết giông bão trong 3 ngày qua, gây ra những cơn lốc xoáy và mưa lũ trên khắp các bang ở Trung Bộ và Nam Bộ ở Trung Quốc. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy khắp 7 tỉnh, cây cối và đường dây điện bị phá sập. Trong số các nạn nhân, nhiều người sinh sống trong các căn nhà tiền chế lưu động ở phía Bắc Trung Quốc, nơi các toán cấp cứu đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nạn nhân khác. Riêng ở Thiểm Tây, nhà chức trách tỉnh này hôm qua xác nhận bão lốc đã kéo phăng các căn nhà di động hàng nửa cây số. Số người thiệt mạng tại đây cho đến hôm qua xác định được là 7 người. Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Lưu Công Hồng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tại Thiên Tân, bão làm bật nhiều gốc cây đè lên các đường dây điện, phá sập nhiều mái nhà và lật tung một số xe tải loại lớn trên các xa lộ. Trong 2 ngày qua, đã thống kê được nhiều người thiệt mạng ở Thiên Tân và Hà Bắc. Có nhiều nhà cửa và ngay cả một nhà máy cũng bị bão làm hư hại nặng. Lưu Đê, chủ nhân nhà máy cho hay phải tốn nhiều triệu đô la mới tái thiết lại. Nhà máy này vốn sản xuất các loại xe tải lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia khi đó cảnh báo trận bão này có thể lan sang các tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, một số trận bão khác đang hình thành và ảnh hưởng đến các tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây và Cam Túc. Vâng, thưa quý vị, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam Đài Loan, một số tỉnh miền Nam Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu mưa lớn. Số người chết và người mất tích là 2 người, gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ảnh hưởng, khiến 2 người chết và 2 người mất tích và hơn 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây sạt lở đất, làm 3 người chết, 6 người bị thương, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở Giang Tây. Cục Khí tượng Đại lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía Nam của Đại lục trong 2 ngày tới. Kể từ đầu mùa lũ tại Trung Quốc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 154 người đã thiệt mạng, nhiều nơi đã xảy ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất vùi lấp nhà cửa, nạn nhân tiết lộ còn nhiều người mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực tế sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở huyện Quang Mô, Quý Châu, lở đất ở thị trấn Dai Gian và thị trấn Dai Yi rất nghiêm trọng, lở đất gần như san bằng hai nơi này. Ông Tian ở thị trấn Dai Gian, huyện Quang Mô, tỉnh Quý Châu cho biết lở đất xảy ra bất ngờ vào ban đêm nên người dân không kịp chạy thoát thân, ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập. Lũ quá mạnh và hơn 80 ngôi nhà bị sập, tất cả các trường học ở Dai Gian tất cả đều bị phá hủy nên học sinh không thể đến lớp. Anh Quang đến từ Dai Gian, hiện đang làm việc trong quận. Anh cho biết những người mất tích có rất ít cơ hội sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Quang ở thị trấn Dai Yi, huyện Quang Mô, tỉnh Quý Châu nói, đất ở huyện Quang Mô đã chất đống rất cao và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày qua. Cô Ly ở Thung Chuen County, Xianning, Hebei cho biết, rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây, phía chúng tôi đang rất nghiêm túc. Nước và điện chỗ chúng tôi hiện đều đã ngừng hoạt động. Feng Yongfeng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường đã chỉ ra nguyên nhân của trận lụt. Feng Yongfeng cho biết, việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá ở Xiangning và Huanggang và Hồ Bắc, nơi sạt lở đất có nhiều cây lớn bị chặt dẫn đến sạt lở đất mới. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, trong số 154 người chết, trong đó ở Giang Tây 23 người, ở Hồ Bắc 39 người chết, 10 người mất tích, ở Hồ Nam 50 người chết, 21 người mất tích, ở Quý Châu 24 người chết và 32 người mất tích. Ở cả Trùng Khánh và Tân Cương, 18 người chết và 8 người mất tích. Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 123 người thuộc 37 gia đình tại làng Đan Hai, huyện Quang Linh thuộc tỉnh Quý Châu đã bị chôn vùi dưới đống bùn đất. Nửa quả đồi cạnh làng đã sụt lở, Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức huyện Quang Linh cho biết.
các nhân viên cứu hộ đào bới đống đất đá để tìm người sống sót. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh các nhân viên cứu hộ đào bới đống bùn đất khổng lồ bao phủ làng Danhai và cho đến đêm hôm qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào còn sống sót. Các quan chức Quan Linh thừa nhận hiện chưa thể xác định được con số thương vong. Tân Hoa Xã dẫn lời anh Ken Chao Yang, một dân làng, kể anh kịp chạy ra khỏi nhà khi nghe tiếng đất lở ầm ầm. Tôi đã cố hô hoán lên nhưng đã quá muộn, anh bàng hoàng kể. Tôi nhìn thấy một số người chạy sau mình bị đất đá vùi lấp. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các đội cứu hộ nỗ lực hết mình để giải cứu những người còn sống sót và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự tại các khu vực xung quanh. Do đất đá ngổn ngang, ô tô không thể đi vào làng Danhai nên các đội cứu hộ phải đi bộ 5 km mới đến khu vực xảy ra lở đất. Mưa to vẫn đổ xuống khiến hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Các quan chức huyện Quang Linh thừa nhận những người bị chôn lấp rất ít có cơ hội sống sót. Theo Trung Quốc Nhật Báo, trong nhiều ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Tính đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 70 triệu người. Chưa tính đến số người chết trong vụ lở đất hôm qua, đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích do mưa lũ và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Quý Châu trong những ngày tới. Trung Quốc cũng vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các quan chức địa phương khởi động phản ứng cấp cao nhất khi thời tiết cực đoan xuất hiện. Sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung nước này hứng mưa lũ, khiến ít nhất hơn 70 người chết. Theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, thông báo trên được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc đưa ra. Họ yêu cầu các quan chức địa phương chuẩn bị tốt hơn để đối phó với thời tiết cực đoan. Một khi các tình huống bất thường như thời tiết cực đoan xuất hiện, các quan chức phải kiên quyết khởi động ngay lập tức phản ứng khẩn cấp cấp cao nhất. Nên tạm ngừng các lớp học, dừng sản xuất và kinh doanh, tạm ngừng giao thông vận tải, đóng các đường hầm và những địa điểm dễ ngập lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Cơ quan trên nhấn mạnh, chúng ta phải bỏ đi bất kỳ suy nghĩ nào về chuyện sẽ có may mắn. Hãy khắc phục tình trạng trì trệ và tránh bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Làm hết mức để bảo vệ mạng sống và của cải của người dân là điều quan trọng nhất. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các quan chức địa phương tăng cường công tác bảo vệ an toàn các cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam vừa qua đã khiến ít nhất 70 người chết, gồm 21 người thiệt mạng khi bị kẹt trong tàu điện ngầm. Mưa lũ tại tỉnh này đã khiến giới lãnh đạo tại các tỉnh miền Đông Trung Quốc đề cao cảnh giác. Với việc các tỉnh thành miền Đông Trung Quốc hứng bão số 4, từ cuối tuần trước, một số quan chức đã ra các chỉ đạo đặc biệt trao cho các nhà vận hành tàu điện ngầm quyền đưa ra quyết định ngay lập tức trong tình huống khẩn cấp, không cần đợi lệnh từ cấp trên. Thưa quý vị, mưa lũ ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến nhà cửa đổ sụp, nước cuốn trôi cả ô tô, cây trồng bị vùi lấp dưới bùn đất, thậm chí còn có thiệt hại về người. Liên tiếp, những cơn mưa lớn đầu tháng này ở thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở, làm 8 người chết, 14 người mất tích và gây hư hại nhiều công trình. Theo Cơ quan Phòng chống lụt bão hạn hán ở thành phố Trùng Khánh cho biết, do mưa lớn gây ra lũ lụt nên có hơn 68.000 người bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 8 người chết và 14 người mất tích, cùng 26.350 người được di rời khẩn cấp tới nơi tránh trú an toàn. Mưa bão cũng đã làm hư hại 2.151 ha hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và các công trình đường cao tốc ở Trùng Khánh. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,4 triệu đô la Mỹ. Trang China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, nhiều tuần mưa lớn gây ngập lụt đã ảnh hưởng tới gần 18 triệu dân ở 26 tỉnh của Trung Quốc. Tính đến cuối tuần trước, có 974.000 người đã được sơ tán. Hình ảnh được ghi lại vào sáng thứ Hai khi lực lượng cứu hộ làm sạch một cây cầu sau các cơn mưa bão gây lũ lụt ở quận Kiềm Giang, Trùng Khánh. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Vương Trương Lập hôm Chủ nhật cho biết kể từ đầu mùa mưa lũ, 270 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh mưa lũ tràn trực tiếp qua cửa sổ trên tầng của một tòa nhà ở Trấn Tam Giang, Chu Kỳ Giang, Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cho thấy sức công phá mạnh mẽ của thiên tai tới cuộc sống của người dân. Nước lũ đã tràn vào tầng 3 cùng một tòa nhà dân cư rồi tuôn ra khỏi cửa sổ ban công như thác nước sau trận mưa lớn ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Nguyên nhân được xác định do cống thoát nước bị tắc khiến 8 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng. Hiện công tác khử trùng tòa nhà đã được thực hiện và sinh hoạt của người dân sẽ sớm được trở lại bình thường. Khu vực miền Nam Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thông báo, tính đến 10 giờ ngày thứ Hai, trận đại hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang năm nay đã hình thành tại thượng nguồn của con sông này. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp hôm qua cũng ghi nhận được ở mức 56.000 m khối trên giây, trong khi đó mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang lên xấp xỉ 35,6 m. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt do mưa lớn kéo dài. Hôm trước đó, đập Tam Hiệp đã phải xả lũ lần đầu tiên trong năm nay nhằm giảm áp lực và đảm bảo khả năng chống lũ của đập. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Shaya, địa khu Asu của Tân Cương, Trung Quốc vào sáng qua. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết cảm nhận được trận động đất mạnh ở nhiều nơi tại khu tự trị này. Theo thông tin trên Weibo của Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc, Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 7 giờ 49 phút sáng ngày hôm qua, một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Shaya, địa khu Asu, Tân Cương. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 50 km. Tâm chấn cách thành phố Asu 245 km và thành phố Uruki 611 km. Mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc cho biết tâm chấn nằm ở khu vực không có người ở, nhưng các thành phố và quận huyện xung quanh cảm nhận được các chấn động mạnh, đồng thời nhắc nhở các cư dân mạng gần tâm chấn phải chú ý an toàn và cảnh giác với các dư chấn mạnh. Được biết, dân cư trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn rất thưa thớt và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay nhà sập. Thông tin trên Weibo của Cục Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, các lực lượng chức năng với hơn 1.700 người và các phương tiện chuyên dụng đã có mặt tại tâm chấn, làm tốt công tác chuẩn bị cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter sáng sớm hôm nay đã làm rung chuyển tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc và có khả năng gây ra sóng thần. Cơ quan này cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 47 phút sáng với tâm chấn cách quận Maluku Tenggara Barat 150 km về phía Tây Bắc và có độ sâu 130 km dưới đáy biển. Hai ngày sau trận động đất mạnh 5,6 độ tại phía Tây Sơn Đông, cùng với việc khẩn trương thực hiện cứu hộ tại những ngôi làng bị ảnh hưởng, hỗ trợ cho hàng chục nghìn người đi sơ tán nằm trong ưu tiên của chính phủ Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện nay, có 288 người thiệt mạng và hơn 165 người khác vẫn mất tích sau động đất. Tính đến chiều qua, hơn 65.000 người phải đi sơ tán sau trận động đất tại phía Tây tỉnh Sơn Đông. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc cho biết, chính phủ đang cố gắng duy trì nơi sơ tán của người dân luôn sạch sẽ và đủ điều kiện vệ sinh. Ngoài ra, người sơ tán cũng cần phải được cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, thuốc men và chăn màn. Đặc biệt quan tâm việc đáp ứng nhu cầu và sức khỏe của trẻ em. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc đang tiếp tục phối hợp với tất cả các bộ ngành liên quan để đáp ứng nhu cầu của người tị nạn. Hai ngày sau trận động đất, các hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục do nguy cơ sạt lở đất. Nhiều người dân vẫn bám trụ trong các lều bạt dựng ở ngoài sân hoặc trên cánh đồng để đề phòng dư chấn. Khi đi thị sát khu vực lở và thăm người dân sơ tán, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất, kêu gọi khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập. Yêu cầu của tôi là ưu tiên cứu người và sơ tán người dân vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những gia đình có nhà cửa bị thiệt hại trong trận động đất. Chính quyền khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do động đất cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc kêu gọi cư dân ở các quận lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo. Thưa quý vị, mưa lớn tại miền Trung Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra hai vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào một thị trấn nằm cách 100 km về phía đông bắc, thủ phủ Thái Nguyên. Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn tại tỉnh Sơn Tây, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ.
cuộc họp cho thấy khoảng 300 đến 400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Sơn Tây. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Sơn Tây, trong khi vẫn đang còn 150 người mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó, tại Hà Bắc, một vụ lở đất cũng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng trước cho tới tháng 9